9 dấu hiệu của một người không có năng lực. Thích làm màu, khoe mẽ, tuyệt đối và tránh xa. Sau đây là 9 biểu hiện của người không có năng lực nhưng lại thích làm màu và chứng tỏ ta đây tài giỏi. Không có biết lượng sức mình khiến cho mọi người ái ngại. 1. Không có mục tiêu rõ ràng. Một người không chín chắn cũng giống như một con tàu mà không có buồm. Gió thổi tới đâu thì trôi tới đó. Đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi. Năm tháng trôi qua vô ích, cuối cùng vẫn chẳng thể nào vào bờ. Có người từng nói, chí không lập, thiên hạ chẳng có chuyện nào lên. Bất luận là làm gì, trước tiên hãy có cho mình một mục tiêu và phương hướng rõ ràng. Người không có mục tiêu giống như lá bèo trôi nổi trên dòng nước. Cuộc đời chẳng khác nào bèo dạt mây trôi. Vương Dương Minh là một nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc đã từng nói, trước khi muốn làm gì, muốn có được cái gì, lập chí luôn là bước đầu tiên, là cơ sở và là bước quan trọng nhất. Thứ hai, quá để tâm lời nói của thiên hạ. Cổ nhân xưa đã nói, như ngư ẩm thủy, lãnh noãn tự chi. Có nghĩa là như cá uống nước, nóng lạnh chỉ mình nó biết. Cuộc sống là của mình, là mình sống, chứ không phải sống cho người khác. Chỉ cần tâm của mình lỗi lạc, không có gì hổ thẹn, vậy thì đừng có quan tâm tới cái nhìn của người khác. Chúng ta không cần phải giải thích bất kỳ điều gì, cứ âm thầm làm tốt việc mình nên làm. Người khác cũng chẳng còn có gì để mà nói bạn. Nếu quá để tâm tới miệng lưỡi của người đời, dần dần bạn sẽ đánh mất đi phương hướng. Vương Dương Minh đã nói, không quan tâm lời thị phi, không để tâm lời đàm tiếu, không quản lời gièm pha, mặc kệ người đời. Người xưa cũng nói, ai ở sau lưng mà chưa từng nói người, ai mà chưa từng bị người khác nói sau lưng. Bàn tán và bị bàn tán là một lẽ thông thường. Nếu đã không thể trốn tránh được, vậy thì tại sao không sống là chính mình? Thứ ba, luôn cho mình là vĩ đại, thông minh nhất. Những người thích thể hiện và luôn cho rằng mình là người quyền lực, thực ra đây lại là dấu hiệu cho thấy trái tim của họ không mạnh mẽ. Con ếch cứ ngồi ở đáy giếng rồi cứ nghĩ mình biết tất cả. Cũng giống như những người không có chịu tiếp thu, lười học hành rồi cứ nghĩ mình tự biết tất cả, chẳng cần ai chỉ bảo. Có một loại người luôn cho rằng mình là nhất, làm việc gì cũng thích thể hiện, đặc biệt là nơi công cộng. Không bao giờ tỏ ra thương xót người khác, không biết thông cảm cho những người xung quanh. Sai lầm phổ biến nhất của loại người này là luôn cho rằng mình rất quyền lực, nhưng mà lại không hiểu rằng ngoài trời thì có trời, ngoài người cũng có người. Loại người này dễ bị người khác coi thường nhất, bởi vì họ không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, hay thể hiện thái quá, tự cho mình là đúng. Sự khôn ngoan không có giới hạn, nhưng mà khi một người cho rằng mình quá thông minh là đồng nghĩa với việc đang tự đào hố chôn chính mình. Bởi vì có những điều cần phải có thời gian để chứng minh bản thân. Nếu như bạn luôn cho rằng mình rất thông minh nhưng mà không hiểu nguyên tắc khiêm tốn và khiêm tốn, bạn cũng sẽ khiến mình vấp ngã.
4. Thích khoe khoang. Người trầm lặng nhất trong đám đông thường là người mạnh mẽ nhất. Khi chúng ta nghĩ về những người xung quanh mình thì quả thực là như vậy. Bởi vì những người không có quyền lực, họ không cần phô trương gì cả. Họ vốn rất tự tin trong lòng. Vì vậy, họ không cần phải khoe khoang về bản thân để có thể thu hút sự chú ý của người khác. Họ thông thạo đường đời, biết lẽ phải. Bởi vì nếu công khai quá, sẽ có người ghét mình, chuốc họa vào thân, cho nên im lặng. Im lặng tới nỗi, đôi khi chúng ta không thể tìm thấy sức mạnh của họ. Đây chính là sức mạnh của họ. Còn với những người mà thích khoe khoang là vì họ không có năng lực và sợ bị người khác coi thường, cho nên họ khoe khoang để che đậy sự kém cỏi của mình. Càng khoe, càng chứng tỏ mình chẳng có gì cả. Ngoại trừ những người đánh bóng tên tuổi, vì tính chất công việc của họ cần nhiều người biết tới. Còn những người khác, cái việc khoe khoang là biểu hiện của người không có năng lực. 5. Ít hiểu biết, bao dung và độ lượng. Đi dạo vào một buổi cuối tuần, tôi đi ngang qua một nhà hàng và thấy một nhóm người đang đứng tụm lại xung quanh cửa. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang chửi bới một ông già. Hóa ra, ông lão đi xe ba gác vô tình va quệt vào người đàn ông. Nó không phải là một vấn đề lớn. Người bình thường có thể chấp nhận nói lời xin lỗi bởi vì nó kết thúc rồi. Còn người nặng nề hơn, không có gì hơn là phàn nàn. Nhưng mà người đàn ông này vẫn cứ cố chấp. Anh ta không nói làm thế nào để giải quyết vấn đề. Anh ta chỉ tiếp tục chửi rủa. Ông cụ này thì thuộc loại người hiền lành lương thiện. Ông cứ đứng đấy, đỏ mặt, liên tục xin lỗi. Suýt nữa thì còn quỳ lại dưới người đàn ông kia. Cuối cùng có người không chịu được nữa, cho rằng chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Người còn chưa bị chầy xước cái gì. Người xem cũng lần lượt bắt đầu nói chuyện với ông lão. Ông này thấy không như ý muốn, mắng thêm vài câu rồi liền cau nhàu bỏ đi. Sau khi người đàn ông rời đi, có người nói đùa khinh thường. Câu chuyện này nói lên một sự thật. Có người cho rằng những người mà càng dễ bị tổn thương trong cuộc sống thì họ càng ít hiểu được cái lòng bao dung và sự độ lượng. Câu nói này có vẻ là hơi tuyệt đối. Nhưng mà ngược lại, nếu một người không biết khoan dung, độ lượng thì không có nghi ngờ gì nữa. Trình độ của anh ta chắc chắn không cao bao nhiêu. Trên thực tế, trình độ không có liên quan tới giàu nghèo, cũng không liên quan tới học vấn, mà chỉ liên quan đến sự giáo dưỡng và khuôn mẫu của một người. Người trình độ cao, cho dù không có gì, cũng có ranh giới tâm linh rộng lớn, đối phó với ngoại vật cũng có tâm tư của mình. Những người mà trình độ thấp, cho dù toàn thân đeo đầy châu báu, nhưng mà lời nói, việc làm của họ lại vô cùng thô tục. Họ luôn tìm kiếm cảm giác tồn tại hơi dị dạng nào đó để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. 6. Bị tiền làm mở mắt. Tất cả những người giàu có, họ đều thích tiền. Vì vậy, họ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Trên thực tế, không chỉ thích người giàu thích tiền đâu. Bởi vì không có ai trên thế giới là không thích tiền. Thế giới thịnh vượng đều vì lợi nhuận. Thế giới phồn hoa, hối hả đều là vì lợi nhuận mà ra. Đó là một chân lý ai cũng biết. Điều mà chúng ta đang nói đến là những người chỉ có chú trọng tới lợi ích tiền bạc cá nhân của mình và có thể làm những việc tổn hại tới người khác để thu lợi cho bản thân, là đại diện của sự kém cỏi. Những người này chỉ dựa vào những việc mình làm
gian lận để thỏa mãn lợi ích của bản thân. Trong tương lai, họ sẽ không thể đạt được những điều tuyệt vời. Họ nói, nhân quả không chừa một ai. Đừng có nghĩ phước của mình dày rồi, muốn làm chuyện tày trời làm thế nào cũng được. Nếu giàu rồi mà muốn duy trì sự giàu có, muốn cho bản thân khỏe mạnh, con cháu vui vẻ để hưởng phúc, thì phải sống có đức, làm ăn có tâm trước đã. 7. Hay trốn việc, lười biếng. Một người lười biếng không chỉ là vấn đề của thói quen sinh hoạt. Loại người này ắt hẳn không có hoài bão cao cả. Trong công việc không tìm được phương hướng, cuộc sống sẽ nhàn rỗi một cách buồn cười vì mê muội. Hoặc là người này đã từng có hoài bão, nhưng mà khi gặp khó khăn lại bỏ dở giữa chừng, cuối cùng trở nên tầm thường. Sự lười biếng di chuyển rất chậm, cho nên nghèo đói sẽ sớm vượt qua nó. Những người lười biếng không chỉ không có khả năng làm việc, mà còn bị đói nghèo tìm thấy. Một người thực sự thông minh không bao giờ coi cái việc trốn tránh là một cách để đối phó với các vấn đề. Trốn tránh vốn dĩ là bản năng của bất kỳ một loài sinh vật nào. Nhưng mà khi trốn tránh lại trở thành thói quen, thì đó là biểu hiện của người không có năng lực. 8. Ảo tưởng mình bị người ta trục lợi. Trong cuộc sống, bạn sẽ phát hiện ra có một loại người thích hám lợi một cách nhỏ nhen như thế. Cho dù được người khác giúp đỡ, anh ta cũng sẽ cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp với mọi người, chỉ cần phát hiện đối phương ham danh lợi, họ sẽ làm mọi cách để trục lợi từ đối phương. Thực ra là do họ quá ảo tưởng mà thôi, chứ chẳng có ai thèm lợi dụng họ. Loại người này thì tương đối ích kỷ, hẹp hòi, thường chỉ biết quan tâm tới lợi ích của mình, chưa bao giờ quan tâm tới lợi ích của người khác. Những người như thế thường không biết cách xử lý mối quan hệ cá nhân. Họ quen hưởng những lợi ích nhỏ, không sẵn sàng trả giá và cống hiến. Loại người này không chỉ nhỏ nhen, ít bạn, mà còn không thể khiến những người xung quanh chân thành đi theo mình. 9. Thường trông chờ vào vận may. Theo nghệ thuật của người sống thông minh, họ cho rằng một mất mát là một may mắn. Nhưng mà hầu hết mọi người hiện nay cho rằng câu này là không chính xác và là một cách làm rất ngớ ngẩn. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt. Đôi khi tưởng chừng bạn đã lợi dụng được một điều nào đó, nhưng mà thực tế ở một góc độ khác, đây chưa chắc là một sự thiệt thòi. Lấy việc trúng xổ số để làm ví dụ. Thoạt nhìn có vẻ như bạn đang có một khối tài sản khổng lồ, nhưng mà thực tế lại rất khiến cho người ta mê muội, mất tinh thần chiến đấu, suốt ngày chỉ biết trông chờ vào vận may. Nước Mỹ đã từng thực hiện một cuộc khảo sát. Sau khi phỏng vấn những người trúng số lớn nhiều năm sau đó, người ta thấy rằng họ đều không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Phung phí tiền bạc, không có kế hoạch, đánh mất thời gian, giờ chỉ còn bối rối, tình trạng thể chất không tốt hơn được. Thay vì dựa dẫm vào một thứ gì đó như là trúng số, nhặt được tiền, lừa được người, vân vân, những người bình thường chúng ta nên chọn cách sống thực tế và làm điều chăm chỉ từng bước một. Chỉ có như vậy, của cải và chị mới duy trì lâu bền. Ngược lại, những người mà thích trông chờ vào vận may, thích lợi dụng, họ giỏi mưu mô tính toán, khiến cho mọi người xung quanh sẽ phải tránh xa. Thậm chí mối quan hệ của họ với người thân cũng rất xa lạ. Một người như vậy chắc chắn sẽ không thể nào đạt được những điều tuyệt vời, là biểu hiện của những người không có năng lực nhưng lại xấu tính.